Chân thành xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Và đến với chương trình, các cặp đôi sẽ có cơ hội được trải nghiệm tình yêu cùng nhau. Các bạn ấy sẽ chia sẻ tất cả những điều mà từ trước đến giờ đôi khi không hiểu nhau hoặc là hiểu rồi nhưng chưa bao giờ nói cho nhau nghe. Đến với chương trình, các bạn ấy sẽ được biết được những góc tối trong tâm hồn của nhân vật còn lại là gì. Và các bạn ấy sẽ chia sẻ tất cả để hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Đến với chương trình, ngày hôm nay sẽ là hai cặp đôi còn rất là trẻ và chúng tôi xin được giới thiệu ngay. Cặp đôi đầu tiên là cặp đôi Đình Nguyên và Bích Mơ. Cặp đôi thứ hai, Minh Nhật và Thùy Nhiên. Chúng ta sẽ đến với phần tự giới thiệu của họ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình và anh Tiến Thành. Bọn em là cặp đôi đầu tiên đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Em là Đình Nguyên. Em là Bích Mơ. Đó là tên gọi thường nhật của tụi em. Còn tụi em có biệt danh đặt cho nhau là Tui Tú. Hôm nay bọn em đến tham gia chương trình này không chỉ giúp mà mình xác định là mình đã hiểu nhau tới mức nào, mà quan trọng nhất đối với em là để em biết tại sao bọn em lại giận em quá nhiều, làm em rất là khổ sở, không học hành được gì cả. Không phải là em thích giận nhưng mà kiểu như là giận là để cho hiểu nhau hơn, rồi em muốn là Tử phải hiểu ý em chứ không cần em nói ra. Cho nên một là cái lý do nghe có vẻ rất là thuyết phục nhưng vô cùng lãng của phụ nữ ha, là giận để hiểu nhau nhiều hơn, giận để yêu nhau nhiều hơn. Tôi không hiểu tại sao các chị lại có thể lấy cái giận ra làm thú vui để tiêu khiển cho người yêu của mình. Thì tôi cũng đang rất là thắc mắc về cái điều đó. Thì ngày hôm nay tôi cũng hy vọng là bạn sẽ giúp cho mọi người hiện nay, nhất là những người đàn ông đang phải đứng dưới cái ách đô hộ của cái sự giận dữ của phụ nữ, và đó là giống như là một cái phương án là ban phát cho đàn ông một cái cơ hội được yêu nhau nhiều hơn, để chúng ta có thể giải đáp được cái lời nguyền này. Và chúc cho hai bạn may mắn. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin chào quý vị khán giả, em tên là Minh Nhật. Hôm nay là lần đầu tiên em tham gia game show chương trình truyền hình, và em rất là hồi hộp, rất là rung, rất là mong sự ủng hộ của quý vị khán giả và sự rất nhiệt thành của MC Trấn Thành. Và đây là bạn gái cùng chơi với em. Xin chào tất cả đại gia đình. Em tên của em là Thùy Nhiên, và em tham gia chương trình ngày hôm nay với vai trò là cục nổi của anh này. Lý do để chúng em đến với chương trình ngày hôm nay, lặn lội đường xá xa xôi từ miền Tây tỉnh lẻ đến đây á, thật đơn giản là dưới quê em không có cái này. Cho nên hy vọng tham gia cuộc chơi ngày hôm nay, chúng em sẽ được giao lưu học hỏi, cũng như được gỡ thêm được vài bài học lúa để em có cái em về em khoe với xóm giềng. Dễ thương quá, rất là chân thật. Hy vọng là với cái sự chân thật mộc mạc của em thì em sẽ có được những câu trả lời nó thiệt sự nhất, nó không có hoa mỹ mà nó từ trái tim của mình. Và những sự thật thì luôn luôn sẽ có những cái kết thúc rất là đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng họ đến với vòng thi đầu tiên, đó là vòng thi chân dung. Ở vòng thi đầu tiên của chương trình, đó là vòng thi chân dung, thì hai đội sẽ phải trả lời 5 câu hỏi của chương trình. Và cách trả lời đơn giản vô cùng, dơ bản là trả lời được thôi à. Mình sẽ trả lời với câu hỏi là ai. Và các bạn nếu cảm thấy đó là nam thì mình dơ bản màu xanh, và nữ dơ bản màu đỏ. Dơ cùng một lúc, trùng khớp sẽ được 5 điểm, không trùng khớp thì thôi. Chúng ta có cao nhất là 25 điểm cho vòng này. Và đầu tiên xin mời lượt chơi của bạn Nguyên và bạn Mơ. Xin mời. Câu hỏi số 1, ai trẻ con hơn? Không trùng khớp. Bây giờ tôi hỏi là ai chịu nhận mình trẻ con hơn? Thôi giờ em phải nhường bạn gái. Thôi, em à vậy hả? Trời ơi, lại cam chịu tội nghiệp em tôi. Câu hỏi số 2, nếu tôi nghe, bây giờ mình nhìn mình thấy mình vậy, đang yêu nhau, mà nếu sau một năm nữa, hay là mới ăn Tết này xong thôi, hai bạn đường ai nấy đi, ai sẽ là người khó chấp nhận sự thật hơn? Trùng khớp. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Bởi vì Mơ là người hay rất suy nghĩ rất là lung tung.
nên là nhiều khi có thể vì những cái lý do gọi là vớ vẩn mà có thể dẫn đến giận, mà không chừng sau này tự nhiên cái có ngày cái nổi cơn ấy chị tày rồi sao chấp nhận được anh. Anh thấy là hình như là em đang sống trong một chế độ mẫu hệ rồi đó. Câu hỏi số 3, ai được bạn bè của người yêu mình yêu quý nhiều hơn? Trùng khớp. Thấy bạn Nguyên không được lòng ai hết hả? Dạ không phải, đó là do là Nguyên thì tụi em là học khác nhóm trong trường, nên là em thì thường hay qua nhóm Nguyên chơi à. Cho nên là dễ thân. Có nghĩa là em có cơ hội được tiếp xúc với bạn bè của Nguyên nhiều hơn. Dạ. Tiếp, nếu tình yêu của các bạn giống như Romeo và Juliet, riêng về cái khoản bị gia đình cấm thôi nha, không uống thuốc độc nha, thì ai sẽ có nguy cơ rủ người yêu mình bỏ trốn đầu tiên? Không trùng khớp. Nguyên, cho anh biết là vì sao em nghĩ bạn gái em là người kích động? Mơ mộng mà. Mơ mộng phải không? Mơ mộng nhiều quá thì... Là xa rời thực tế đúng không? Đúng rồi. Còn bạn mơ thì sao? Tại sao em nghĩ bạn Nguyên lại có xu hướng kéo rủ bầy đàn? Tại vì thường thì em cũng nghĩ là gia đình sẽ không chấp nhận gì gì đó. Thì Ú thường lúc nào Ú nói là Ú sẽ lo hết. Thì em nghĩ là... Chính vì các bạn đều nghĩ như nhau nên các bạn không giống nhau. Câu cuối cùng, khi đi chơi, ai là người thường lên kế hoạch chi tiết hơn? Trùng khớp. Thường nó xảy ra như thế nào bạn Nguyên nhỉ? Thì giờ ví dụ như là tới chọn ngày đi chơi đi, xong rồi mơ sẽ nói vậy bữa nay mình đi đi ha, cái em ấy này cũng được, xong rồi mơ lại kêu cái đi ngày đi ha, cái này cũng hay, cái riết cuối cùng cái mơ lên hết cho em luôn, em chỉ có nhiệm vụ là có nghĩa là như là muốn quyết định hết gần đại như đồng, vậy cuối cùng là phải đi theo vậy thôi, mẫu hệ mà nên phải cố gắng sửa đổi. Tội nghiệp em tôi. Cảm ơn các bạn rất là đáng yêu, và các bạn đã trả lời đúng được 3 câu, 15 điểm, chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thi của hai bạn Nguyên và Mơ. Và bây giờ sẽ là phần thi của hai bạn Nhiên và Nhật. Xin mời. Bây giờ là lượt câu hỏi dành cho hai bạn Nhật và Nhiên. Lúc mới quen nhau, ai bất ngờ hơn khi biết được tình cảm của người kia dành cho mình? Trùng khớp. Sau câu hỏi là vì sao lại là bạn nữ nhỉ? À, tại vì ngay lần đầu tiên á, em là người chủ động để anh Nhật có cơ hội làm quen với em trước. Như vậy thì em ngỡ ngàng vì điều gì? Làm cái sự bật đèn xanh của mình nó cũng được bật lại, có hiệu ứng. À, đó là ngỡ ngàng vì điều đó đúng không? Vâng. Rồi, đồng ý. Câu hỏi số 2, khi giận nhau, ai cứng đầu hơn? Trùng khớp. Câu này giải thích như thế nào nhỉ? Điều đó là khỏi phải nói rồi anh. Nhưng rất là cứng đầu. Em nhớ những cái lần em giận, hai người giận nhau. Chuyện, nói chung là những chuyện em giận rất là vớ vẩn, rất là nhỏ nhặt lắm. Thường thường là 9 giờ, khoảng 9 giờ rưỡi là em gọi điện thoại để nhau nói chuyện. Nhưng mà tắt máy, im lặng. Và đến khoảng 1 giờ mấy khuya và gọi điện thoại cho nhau và để giải quyết cái vấn đề giận nhau. Câu hỏi kế tiếp, ai là người biết được người yêu mình muốn gì ngay cả khi không cần nói ra? Không trùng khớp. Tại sao em nghĩ là bạn trai của em hiểu em hơn? Tại vì anh Nhật luôn là người chu đáo. Và cái lý do để em chọn anh Nhật là anh hiểu em hơn hầu hết những người khác. Còn bạn... riêng em thì trong mọi vấn đề em xử lý, nói chung là em không có dứt khoát. Và những cái chuyện mà giữa hai đứa, như chuyện mua cái gì đó hay là giải quyết vấn đề đó, thì Nhiên hai đứa đều có một cái giải pháp để dành cho nhau, nhưng mà Nhiên là một cái người là có thể đứng ra giải quyết được. Rồi, câu kế tiếp nha. Các bạn hình như là khác tôn giáo và đức tin đúng không? Okay. Ai là người lo lắng điều đó nhiều hơn? Trùng khớp. Có bao giờ bạn chia sẻ chưa mà bạn nữ lại biết?
Vâng, vì cái đó vấn đề không phải chia sẻ rồi, cái đó là thực tế. Tại vì em là con trai trưởng và gia đình bên ngoại em là theo một cái đạo cao đài từ nhỏ tới lớn, từ ông ngoại, từ đầu ngoại tới đời của em. Mà em lại gánh nặng của gia đình rất là nhiều. Và chuyện tôn giáo vào đạo công giáo rất là khó khăn. Nên chuyện em rất là lo lắng. Giải quyết được không em? Giải quyết được. Tao không thỏa à. Rồi ổn, qua câu tiếp nha. Trong mối quan hệ yêu đương này, ai cần nhiều thời gian riêng hơn? 3, 2, 1. Trùng khớp. Trước khi mà bọn em với Nhiên quen nhau, em là thói quen của em rất là thân bạn bè, chơi bạn bè rất là nhiều. Cho nên khi quen Nhiên, em vẫn dành một cái thời gian nhiều cho mình, riêng cho mình. Để em tập cái thói quen, dần dần mới quen lại là dành cho bạn gái nhiều hơn. Em có làm quen với cái thói quen của bạn trai em chưa? Dạ, từ từ thì nó cũng nhừ. À, từ từ cũng nhừ phải không? Rồi thì thôi anh cứ để cho em từ từ ha. Nhưng mà dù gì đi nữa thì chúng ta cũng có được 4 câu trả lời trùng khớp, 20 điểm dành cho các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, và vòng thi đầu tiên khép lại ở đây. Chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai ngay bây giờ. Đó là vòng thi đồng lòng. Quý vị và các bạn đang trở lại với vòng 2 của chương trình Ý Phái Đẹp Là Phái Mạnh. Ở vòng thi này, lượt chơi sẽ dành cho hai bạn nam. Tạm chia tay hai cô gái nha. Nhiệm vụ của hai chàng trai là phải trả lời 3 câu hỏi do Trấn Thành đặt ra. Và chốc nữa các bạn gái của bạn trở lại cũng sẽ trả lời 3 câu hỏi đó. Và một câu trả lời trùng khớp, các bạn sẽ có được 5 điểm. Trong trường hợp các bạn thấy câu hỏi nào mà chắc chắn người yêu mình trả lời giống ý mình, đặt cược với tôi, đúng được cộng thêm 5 điểm, nhưng sai bị trừ đi 5 điểm. Hãy cân nhắc nha. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 1. Câu hỏi dành cho các bạn là: tình yêu sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Có thể là giai đoạn đầu là giai đoạn chinh phục, giai đoạn thứ hai là giai đoạn bắt đầu hẹn hò, giai đoạn thứ ba là giai đoạn yêu nhau, trải nghiệm, giai đoạn thứ tư là giai đoạn có thể là cầu hôn, rồi giai đoạn tiếp theo là giai đoạn hôn nhân, và giai đoạn tiếp theo nữa là giai đoạn có gia đình nhỏ, là có con có cái. Như vậy thì các bạn thích được ở trong giai đoạn nào của tình yêu nhất? Theo em thì là giai đoạn bắt đầu yêu nhau. Tại vì hai giai đoạn đầu thì lúc đó là cũng chưa có hiểu nhau lắm, nên là chưa có thể thân với nhau được. Sau khi mà đã bắt đầu hẹn hò xong thì cũng đã có những có thể là cởi mở nhau hơn á, thì bắt đầu là sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi ở bên. Có nghĩa là em đang nói ở cái giai đoạn là sau hẹn hò đang yêu nhau, đặt cược không? Chưa dám. Mời bạn Nhật. Vâng, theo em thì cái này là lập gia đình. Sau mốc kết hôn hay là sau mốc có con? Sau mốc kết hôn. Chưa có con. Rồi, đồng ý. Cược không? Có lẽ là không cược. Tôi nghe tiếp câu hỏi số 2 đi rồi quyết định sau ha. Điểm gì của cô ấy khiến cho bạn ngỡ ngàng và bạn phải hoang mang khi phát hiện ra sự thật? Em nghĩ là suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Tại vì hồi trước thì đâu có biết, nhưng mà sau khi mà quen một thời gian thì mới bắt đầu là gặp những trở ngại vì mơ suy nghĩ quá nhiều á, nên là nhiều khi hai đứa cũng dễ có thể xa nhau vì những suy diễn đúng không? Suy nghĩ về tương lai xong rồi nghĩ về mình rồi không biết sau này sao gì đó. Suy diễn mà phải về tương lai ha. Đã cược không? Cược. Bạn Nhật. Em nghĩ là ngỡ ngàng nhất là đó, chắc chắn là cái sự suy diễn mà anh nói đầu tiên đó. Nhưng mà có vấn đề rất là nhỏ, nhưng cái chuyện đó là rất là bình thường. Hay nghĩ là những hướng khác theo hướng khác mà rất là xấu, rất là tệ. Luôn luôn về phía tiêu cực. Không có tích cực tí nào hết. Không bao giờ tích cực, cho cái là có một chuyện xảy ra, nhỏ xé ra to, to xé nát. Và em luôn luôn là người chấp lại và giá lại. Rồi, đồng ý. Đặt cược không? Em nghĩ là có. Câu hỏi cuối cùng: nếu như được chung sống với người yêu của các bạn ở một nơi mà chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc, bạn sẽ chọn nơi nào? Paris. Vì sao? Vì nó đẹp, nó lãng mạn, kinh đô ánh sáng đủ thứ, nói chung là kinh đô của thời trang, của sự lãng mạn. Mời bạn Nhật.
có lẽ là em nắm những cái kế hoạch thực tế của tụi em, đó là Đà Lạt, đó là gắn liền với Việt Nam. Em không nghĩ tới một cái nơi nào đó nó xa hơn mà nó lạ hơn như trong tiểu thuyết, trong điện ảnh này đó. Nói chung là nếu mà làm như làm thì em vẫn yêu đất nước Việt Nam này nhất. Em thích ở Việt Nam, ở yêu Việt Nam. Nước Việt Nam. Hai bạn đặt cược với tôi câu này không? Cảm ơn các bạn. Mời các bạn vào ô cửa. Xin mời hai cô gái. Câu hỏi số 1 dành cho hai em là như thế này. Tình yêu thì nó trải qua nhiều giai đoạn đúng không? Nó có những giai đoạn là chinh phục nè, rồi tìm hiểu nè, rồi hẹn hò nè, sau đó trải nghiệm tình yêu nè, rồi yêu nhau quá thì đính hôn nè, rồi kết hôn nè, sau đó là có con nè. Nhiều giai đoạn như vậy thì em thích mình ở trong giai đoạn nào nhất? Mời bạn Mơ. Em nghĩ là em thích giai đoạn là tình yêu, trước khi đính hôn, rồi sau khi mà đã... Sau khi hẹn hò, nói chung là giai đoạn đang yêu. Dạ đúng rồi. À, tại sao em thích giai đoạn đó? Tại vì giai đoạn đó nó đẹp. Có một người ngước mắt lên nhìn trời, mặt láo liên, tay dụi mắt, mừng vì nó chính xác. Chúc mừng em nói trùng khớp. Rồi bạn Nhiên. Theo em á thì em sẽ thích giai đoạn như bây giờ, là chuẩn bị tiến tới một gia đình. Tại sao em thích điều đó? Vì để có một giai đoạn như bây giờ thì tụi em phải trải qua rất là nhiều vui buồn, rồi phải vượt qua những cái áp lực về gia đình nữa. Em có biết không, bạn trai em là một cái người rất là nhìn xa trông rộng, và anh ấy, anh nghĩ anh ấy cũng hơi có cái tính ông cụ non á. Thành thử ra là em không trùng khớp. Tính xa hơn em một chút xíu là bạn ấy thích giai đoạn sau khi lập gia đình, trước khi có con. Bạn thích một gia đình hạnh phúc, ấm êm, chắc chắn, an toàn, tuyệt đối. Hên cho các bạn không đặt cược câu này. Câu số 2, các bạn hãy nghĩ xem là có một cái điểm gì của mình mà sau khi yêu nhau rồi, bạn trai phát hiện ra hết hồn, ngỡ ngàng. Điểm gì? Mời Mơ. Thế em nghĩ cái đó là cái điểm quá trẻ con của em. Chỗ nào quá trẻ con? Kiểu như em hay cười một cách vô tư, hoặc là làm những cái hành động đó con nít. Có nghe lúc đầu tưởng là chín chắn lắm đúng không? Sau khi yêu nhau rồi mới phát hiện là giống như là mình yêu em mình vậy đó. Vậy mà câu đầu tiên dám nghĩ sao dơ, bạn nói bạn trai mình trẻ con. Dễ sợ thì. Nhưng mà đúng không anh? À, dĩ nhiên là không. Bạn ấy nói rằng là em hay suy nghĩ đến tương lai, lo sợ lúc nào cũng vậy. Rồi bạn Nhiên, bạn nghĩ sao? Cái này anh Nhật cũng hay càm ràm em hoài á. Là gì? Em ơi, sao hậu đậu quá. Em hậu đậu chỗ nào? Là những cái ví dụ như anh Nhật kêu đi bảo hành xe thì em lại quên đem cái sổ bảo hành. Dễ thương quá, và chính vì điều đó nên em không trùng khớp. Ngoài ra anh cho em biết thêm một bí mật nữa là bạn trai em rất là ngỡ ngàng khi phát hiện em là một người luôn luôn suy diễn, mà lúc nào cũng theo hướng tiêu cực, không bao giờ tích cực hết. Có không? Có lẽ có. Đấy, nó phải là như thế thôi, cứ thành thật đi các em. Câu cuối cùng, được lựa chọn một nơi sinh sống, chỉ có hai người biết nơi đó chắc chắn sẽ hạnh phúc, lựa nơi nào đây? Mời bạn Mơ. Em nghĩ là Paris. Vì sao? Thì nói chung là em Ú thì đã từng được đi Paris rồi, Ú kể cho em nghe gì đó thì em rất là thích. Rồi em cứ đòi đi cho được. Rồi hẹn đi được. Em đi được này. Chưa? Dạ chưa. Chưa được sao em trả lời? Thì mới hẹn sau này, nếu như mà được thì qua bên đó. Sẽ nói như thế này nè em à, anh nghĩ là cái điều ước của em có thì thực hiện được đấy, bởi vì nó trùng khớp. Chúc mừng em. Paris, kinh đô của thời trang.
lãng mạn vô cùng. Và nếu mà em được đến Paris thì đêm đêm em sẽ nghe được bạn trai em hát Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Mời bạn Nhiên. Em và anh Nhật sẽ chọn một nơi đó, là nơi mà bây giờ em và anh Nhật đang sống luôn, là Vĩnh Long. Vì em... sao chọn Vĩnh Long em? Tại vì định hướng của tụi em là sẽ phát triển sự nghiệp và gia đình ở nơi đây. Cũng có lý. Em nghĩ là bạn trai em không thích đi ra nước ngoài hả? Dạ không. Tại vì anh Nhật là người có trách nhiệm với gia đình, anh là con cả nữa, cho nên nó không thể nào bỏ gia đình để đi tạo dựng cái hạnh phúc riêng cho mình ở một nơi khác như vậy được. Em chỉ nghĩ đến Vĩnh Long thôi phải không? Sao không nghĩ xa hơn một chút xíu nhỉ? Bạn trai em lại nghĩ là như thế này. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Bạn trai em chọn Đà Lạt. Em bị mất 5 điểm bởi vì câu này có đặt cược. Đó là một nơi bạn trai em nghĩ là đẹp và ấm áp tình người. Nơi đó sẽ là một nơi rất là lãng mạn cho hai người. Có lẽ là sau lần này mình hiểu nhau hơn hen. Kết thúc vòng thi thứ hai ở đây, số điểm của đội bạn Nguyên và bạn Mơ là 20 điểm. Và đội của bạn Nhật và bạn Nhiên là 10 điểm. Thưa quý vị, và có thể nói là chúng ta đang có một cuộc chiến ngang tài, ngang sức. Mọi chuyện sẽ có thể thay đổi khi chúng ta đến với vòng thi thứ ba, vòng thi thấu hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, và đây là vòng thi cuối cùng của chương trình Ý Phải Đẹp, Lời Phải Mạnh. Ở vòng thi thấu hiểu này thì lượt chơi sẽ dành cho hai cô gái. Hai chàng trai sẽ vào trong ô cửa, trong đó có thêm hai chàng nữa. Trà trộn với nhau làm sao mà các cô gái phải tìm ra được người yêu của mình trong 5 câu hỏi. Chúng tôi đặt 5 câu hỏi đó cho cả 4 anh trả lời. Và mỗi một anh sẽ có những câu trả lời khác nhau. Dựa vào những câu trả lời đó, các bạn loại suy để đoán xem là người yêu mình đang ở ô số mấy. Bấm chuông khi các bạn có quyết định. Đưa cho tôi quyết định đó. Và khi mở ra, nếu như đúng ngay câu đầu tiên, các bạn được số điểm 50 điểm, rất là cao. Cứ bớt đi một câu là các bạn phải bớt đi 10 điểm. Đọc thêm một câu hỏi là bị bớt đi 10 điểm. Và cho đến khi cuối cùng, câu hỏi thứ 5 thì các bạn đúng cũng chỉ được có 10 điểm mà thôi. Nhưng ở bất cứ lúc nào các bạn bấm chuông, mở ô cửa ra mà không phải người yêu mình đứng ở trong đó, các bạn sẽ nhận ngay con điểm là 0. Và sau vòng thi này chúng ta sẽ biết được đội nào chiến thắng. Và bây giờ xin mời hai bạn nam bước vào trong. Câu hỏi số 1. Hỏi 4 anh là nếu như bạn gái có nhiều vệ tinh xung quanh vòng vòng á, bạn sẽ cảm thấy tự hào hay là khó chịu? Anh số 1, khó chịu. Anh số 2, tự hào. Anh số 3, khó chịu. Anh số 4, như trên. Theo bạn là khó chịu hay tự hào? Em nghĩ Nguyên sẽ khó chịu. Vì sao? Hay ghen hả? Rất là ghét ai mà bu quanh em lắm. Ghét ai bu quanh em lắm hả? Còn bạn Nhiên thì sao? À, anh Nhật cũng vậy. Đúng. Chỉ cần một tin nhắn mà anh Nhật không biết người đó là ai thì cũng rất là khó chịu. Câu số 2. Bạn sẽ mở miệng ra góp ý khi bạn gái của bạn mặc đồ như thế nào? Thì anh số 1 anh trả lời là khi mà màu sắc mình không có thích. Cái anh thứ 2 trả lời là không phù hợp với cái hoàn cảnh. Cái anh số 3 trả lời là hở hang. Và số 4 trả lời là hở hang. Em nghĩ sao Mơ? Em nghĩ là hở hang. Còn bạn Nhiên? Anh Nhật thuộc tiếp người đàn ông truyền thống, cho nên cũng rất là dạ dạ khi em vẫn còn hơi mát mẻ chút xíu. Câu số 3 nha. Chắc cũng không làm gì được rồi đúng không? Nếu đang đi chơi mà bạn gái nói hoặc là làm một cái điều gì đó khiến cho bạn cục hứng thì bạn sẽ làm gì? Anh số 1 trả lời là kiếm chuyện giận lấy, giận ngược lại. Anh số 2 là đề nghị đi về. Anh số 3 kiếm chuyện giận. Anh số 4 mặt xịu xuống.
Đây là sự lựa chọn của bạn M. Và đây là sự lựa chọn của bạn Nhiên. Bây giờ mình mở nha. Ô số 1. Múa quá nó dập. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ là cái sự lựa chọn của các bạn là nằm khoanh vùng trong ô 3-4 đúng không? Bây giờ mình dám đặt cược nhau không, là bây giờ mở ra mình chọn ô nào đúng, ông nào ôm ông đó. Đặt cược luôn. Rồi không? Chơi luôn, không có gì đúng mất. Rồi nha. Cùng lúc mở. Thưa quý vị, như vậy cuối cùng chúng ta cũng có một cái kết có hậu và cả hai bạn cũng đã tìm được ý trung nhân của mình rồi. Và kết lại các vòng thi thì hiện nay đội của bạn Nhật và bạn Nhiên có 40 điểm. Và các bạn ấy sẽ ra về với một phần quà của nhà tài trợ Vina Exe Cook, một món quà của chương trình và phần thưởng 1.500.000 đồng. Và bên cạnh đó, đội của bạn Mơ và bạn Nguyên chiến thắng với 50 điểm và cũng sẽ có được một phần quà của nhà tài trợ, một món quà của chương trình. Và bên cạnh đó sẽ có giải thưởng 3 triệu đồng kèm theo một thẻ hội viên ưu tiên của bệnh viện FV trị giá 8 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, và đừng quên trở thành những người chơi tiếp theo để tham gia chương trình bằng cách đăng ký trên trang web yphoidep.lờiphoimạnh.vn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 21:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Exe Cook. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.